quá đã luôn. Rồi dính nó đây con nó cái nhà này. Đi. Dính liên tiếp luôn cái nhà này. Này bị quẹo chân nữa nè. Cây lớn này dính nó cái nhà. Đây. Này cái nhà. Dính hai con liên tiếp luôn. Nó chạy song song với nhau thì với cái nhà đi quậy lớn của mình nha, dính hai con luôn nè, con bự hai con bự luôn nè. Này cái nhà mình bến chào cô chú anh chị và tất cả mọi người nha. Bữa nay thì mình đi đặt bẫy chuột cái nhà ơi. Đây mình đặt khu vực này nè cả nhà, khu vực này theo cặp bờ kinh nhỏ nha. Chỗ này thì người ta cũng cắt mọc mới nè cả nhà. Đây. Còn khu bên đây thì chưa cắt cả nhà nè. Thì bữa nay mình bẫy theo cái đường mòn nha. Đây cả nhà, mình bẫy theo cái đường mòn. Mình này bẫy ở đây một cái nè. Thì mình thấy đường mòn cũng êm lắm cả nhà. Mà không biết tối nay chuột có chạy không nữa. Đây, mình thấy dấu ở đây nữa nè. Đây cái nhà. Đây dấu nè. Đây mình bẫy ở đây nè. Đó. Hy vọng là tối nay trúng cái nhà. Sợ nói chung là đồng nghiệp người ta bẫy rồi á, mình cũng không có biết. Thì mình bẫy từ đây nè cả nhà, tới bên đẳng luôn. Chứ mình bẫy bên đây một mớ nữa cả nhà nè. Chỗ này thì lúa đang chưa cắt cái nhà. Đây. Theo cặp bờ kinh nhỏ nè. Thì tối nay mình đi thăm rồi mình chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem nha. Hy vọng là tối nay trúng nha. Chờ chuyển mưa nữa cả nhà. Rồi hẹn cả nhà mình tối nay nha. Đây cả nhà, hiện tại cũng 7 giờ mấy rồi. Rồi giờ mình đi thăm bẫy chuột nha. Rồi mời cả nhà mình cùng trải nghiệm đi thăm bẫy chuột với mình nha. Đây. Hồi chiều thì mình đặt theo cặp bờ kinh nhỏ này nè. Mình có đặt 7 lớn luôn cả nhà. 7 lớn mình 7 cúm giùm cả nhà. Này không? Chất quất, cái đầu tiên chất quất luôn. 7 của mình là 7 lớn gồm 15 bẫy. 17 chuột nhỏ thì 50. Rồi dính là dính còn cả nhà. Đây. Đây cái nhà, mình bẫy theo cặp đường mòn nha. Đây. Dính một em rồi. Đây. Em đầu tiên nha. Đây cái nhà, mình quay hướng lúa lại nha. Nó về thì nó chạy đường này nó về lại. Này chết quất. Khi nào mà dính một con rồi mình quay ngược lại cả nhà. Quay ngược lại là đón con chuột nó về. Tại vì tối thì con chuột nó ra ngoài đồng nó cắn lúa cả nhà. Đây chỗ này thì lúa chưa có cắt, dính nó đèn con cái nhà nè. Đây con bự nè. Đây. Quá đã luôn. Này con bự nè. Này cái nhà. Mình quay đầu lại, đón chuột về. Rồi dính nó đèn con cái nhà nè. Dính liên tiếp luôn cả nhà. Này bị quẹo chân đó ta. Quá đã luôn cả nhà. Đây cái nhà mình đón chuột về nha. Chuột mùa này thì
con bự bự không cả nhà. Khi nào mà cắt lúa xong á thì mấy con nhỏ nhỏ nó ra. À, bữa nay thì mình đi đi thăm bẫy chuột có một mình cả nhà. Có gì lắc á thì mong cả nhà mình thông cảm nha. Rồi dính nó lên con nữa cả nhà nè. Đây. Đây. Im re luôn. Đây. Này cái nhà con bự nha. Rồi dưới đây con nữa cái nhà nè. Đây. Này cái nhà con bự nha. Mới được 5 con, 5 con bự bự không có nhà. Lên cái nhà, cái nào mà dính rồi thì mình hướng ngược lại nha. Để đón chuột về. Cái nào mà chưa dính thì mình để ở đó. Đây hàng chuột rồi cả nhà. Đây lồng bẫy của mình ở đây. Mà chất quất luôn. Cái này cũng chết luôn cái này. Chết luôn. Hy vọng sáng mai nữa không. Nó chạy. Ô chú con này, chú con này cái nhà. Nó đây vậy. Trời ơi, nó nhảy cái nhà. Nghe túm, túm. Một xóa một cái, đây nè. Rồi rồi dính cái nhà. Đây nè. Bẫy mình đặt theo đường mòn này cái nhà. Mình bẫy ở đây nè. Nó nhảy nó xuống xuống ruộng luôn cái nhà nè. Còn bự luôn. Quá đã luôn. Quá êm luôn cái nhà. 6 con. Rồi dính ở đây con nữa cái nhà nè. Đây. Con bự nha. Này chỗ này đường mòn mới cái nhà nè. Đường mòn mới. Nói chung là mình bẫy ở đường mòn mới thì nó vô tỷ lệ nó vô cao hơn cái nhà. Đây cái nhà chỗ này thì chỗ khu người ta bỏ hoang nha. Chuột thì rất là nhiều luôn cái nhà. Này cái quốc. Rồi. Sắp có đen con nữa nè cái nhà. Này con lứa. Con lứa này mình đi bẫy gắn nha cái nhà. Này bẫy gắn luôn cái. Đây này mình bẫy lại nha. Chết quá. Mấy chuột con kìa. Mày cũng chết luôn cái này. Rồi. Dính cuộc chuột con nữa. Chuột mini, chuột này bẫy gắn ok luôn nè. Chuột đó là bao luôn nha. Đây, được như đây nè.
mình có bẫy dưới bên đây một cái nữa nè, này kéo quốc. Kéo luôn cái nhà. Chỗ này mình có bẫy đây, lồng lồng bự nữa, lồng bự quá trời bự luôn, lồng nó chuyên chuyên về săn cúng nhum cái nha. Đó lồng đó là bẫy cúng nhum lộ ok luôn, tại mình thấy đường mòn nó bự bự quá cái nha. Mình lấy lồng lồng bự mình bẫy luôn, hy vọng là dính cúng nhum cái nè. Giờ này chắc chưa, nó chưa chạy quá. Lồng bự bự chết không ta, dính con thè thè chơi á, rồi chưa chết luôn. Cái này cũng chết luôn. Rồi, này chưa sập nữa cái này. Này cũng chưa luôn trời. Quá trời. Rồi không thấy cái nào sập trên lòng bự chết quốc. Còn nguyên không ta ơi, thấy dấu chân chạy chạy rất là nhiều luôn, dính lứa không thì chạy như nhà đường mòn lá không à? Đường mòn như xe lửa ấy. Còn cái cuối cùng nha, rồi cái cuối cùng cũng chết luôn. Rồi giờ mình thu hoạch cho cái nhà mình cùng xem nha. Để cái nhà được như đây nè. Rồi xỉu hết con rồi. Đây con bự bự không cái nha. Lứa được mấy con. Cỡ cỡ ký mấy rồi đó cả nhà. Bự bự hả. Xỉu một con luôn. Rồi giờ mình chuẩn bị về cái nhà. Rồi mình chúc cái nhà mình ngủ ngon nha. Rồi hẹn cả nhà mình sáng mai nha. Mình mến chào cả nhà mình buổi sáng nha. Rồi buổi sáng mình chúc cái nhà mình ngày mới tốt lành luôn. Sáng sớm thì trời mưa cả nhà ơi nè, trời chuyển mưa nè, đèn thì lùi hết trơn luôn. Rồi mời cả nhà mình cùng gom bẫy chuột với mình nha. Rồi dính một con cả nhà nè. Đây chỗ này hồi tối cũng dính nha cả nhà. Mình quay đầu lại nha, quay đầu lại thì nó chuột nó chạy về hang á, thì nó vô thôi cả nhà. Biết chắc còn bão gì ta, trời chuyển mưa đen tù lùi luôn kìa. Rồi mình này dính con cái nhà này. Đây. Nói chung là mùa này thì chuột nó bự bự không cái nhà. Chuột nhỏ thì nó ít.
chỗ này ngã ra nha nè. Chuột nhỏ thì nó ít đó nha, chuột bự thì nó nhiều. Rồi, chết quất luôn. Này chết luôn. Rồi, này dính cái nhà nè. Dính chuột lửa, chuột lửa. Đây cái nhà. Chuột này mình bẫy rắn. Chuột này bẫy rắn là ok luôn. Nhưng mà mình không có bẫy rắn cái nhà. Rồi này cũng chết rồi. Chỗ này tối dính đó cả nhà. Mình quay đầu lại nó không dính. Trời. Chuột khôn thì cả nhà nè. Dấu mới chạy ở đây nè. Dấu cũ mình đặt bên bên nó không chạy, mới vô được ốc sên. Cái này sập nhưng mà sảy cái nhà. Mà lúc này cũng ít chuột lắm cả nhà, chuột nó không có được nhiều. Rồi mấy lúc trước trời ơi quá trời luôn chuột này cũng chết quá nữa nè. Rồi sập cả nhà ơi, sập hai hai bẫy luôn, một bẫy lớn với một bẫy nhỏ cả nhà. Ồ cái nhồi. Trời ơi, bẫy lớn này dính đó kìa nha. Đây. Này cái nha. Chín hai con liên tiếp luôn. Nó chạy song song với nhau hay gì đó cả nhà. Đi. Bẫy lớn của mình nha. Dính hai con luôn nè, con bự hai con bự luôn nè. Này cái nhà quá đã luôn. Còn bẫy này dính dính nhỏ xíu. Đây nhà hai con bự nha, một bẫy lớn dính hai con bự luôn, quá đã luôn. Rồi đây sập nữa cái nhà ơi. Rồi đây dính ếch cái nhà ơi. Ô hai bẫy đều dính ếch luôn cái nhà ơi nè. Đây bẫy này cũng dính hết, còn bẫy này cũng dính hết luôn nữa. Đây đi cái nhà, đã luôn cái nhà nè. Ếch này ếch bự quá trời bự luôn nè, quá đã luôn cái nhà. Hai bẫy kia dính chuột, hai bẫy này dính ếch lại. Ếch này bị kẹt chân rồi cái nhà, mình cho nó vô lại. Này cũng bị kẹp, kẹp phần nửa người. kỳ tích quá trời luôn. Không dính chuột mà là dính ếch. Chết quất nè. Rồi, hiện tại mình đã về nha. Đây sáng nay được vô đây cái nha nè.
Sáng nay được 2, 4, 6, 8, 10, 14 con cả nhà, 14 con. Đây lồng bự thì vô 2 con luôn cả nhà nè. Hiếm thấy vô 2 con bự bự này. Lồng bự thì vô 2 con. Còn buổi tối thì được như đây nè. Buổi tối thì cũng cứ ký mấy, sáng cũng cứ ký mấy cái nhà. Vô được 2 con ếch luôn. Đây ếch già nữa nha. Đây. Ếch nhỏ, ếch già. Rồi giờ mình tranh thủ cho nó vô lồng cái nhà, mình đi giao cho anh ta nha. Rồi mình hẹn cả nhà mình là video tiếp theo nha. Rồi chúc cả nhà mình luôn thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe nha. Rồi bye bye và tạm biệt cả nhà.